Chào mừng quý vị và các bạn tới chương trình ăn cơm khoai nói chuyện quốc tế tối thứ bảy ngày 18 tháng 5, năm 2024. Chúc quý vị ngày cuối tuần vui vẻ, mạnh khỏe, tươi trẻ. Hôm nay cuối tuần chúng tôi sẽ à ơi các thông tin quan trọng thế giới rồi đến với phần giao lưu câu hỏi địa chính trị cùng quý vị để à, và những mong giúp quý vị có một giấc ngủ ngon hơn mấy ngày gần đây thì um, rất nhiều những thông tin liên quan tới nước pháp và cái hòn đảo mà có thể nói rằng là nếu mà không có chuyện xảy ra thì chúng ta chả biết là nó có cái hòn đảo này hòn đảo new caledonia vâng một hòn đảo thuộc địa của pháp và bây giờ thì người ta đổi tên thành hòn đảo ở vùng hải ngoại của nước pháp cho nó oai như vậy là nó nằm ở dưới Vanuatu, rồi phía đông của trực diện của vùng nước Úc, bang Queensland. Tức là nó gần Việt Nam hơn là gần với Pháp. Chúng ta hãy xem là nó là gì, chuyện gì đã xảy ra, và bây giờ nó như thế nào. À, như vậy là bây giờ thì, đầu tiên thì chúng ta bắt đầu lịch sử của cái hòn đảo này. Vào năm 1853... Tức là thời điểm mà nước Pháp lúc bấy giờ cũng thực dân Đông Dương, thực dân Việt Nam và một vài các nước Đông Nam Á. Thì họ cũng tiện tàu để họ tới luôn cái khu vực bang, cái quần đảo, hòn đảo New Caledonia để họ thiết lập cái thực dân của mình ở đó. Hòn đảo này thì nó nằm cũng không quá xa so với lại Australia, nó chỉ hơn 1.000 km thôi. Uh, về cơ bản thì nó ở một cái vùng như vậy cho nên gọi là thổ dân các nước ở vùng Châu Đại Dương với lại Thái Bình Dương nhưng mà nó cũng rất là hiện đại trong đó chúng ta biết là các nước như là Vanuatu rồi là Solomon rồi Tuvalu vân vân đúng không ạ cũng khá nổi tiếng chứ không phải đơn giản đâu Tonga Samoa và <laughs> thì đến năm 1946 là uh, lúc bấy giờ là theo một cái làn sóng mang tính chất là giải phóng thuộc địa thì nước Pháp đã bãi bỏ cái chế độ thuộc địa và họ gọi là cái vùng lãnh thổ hải ngoại năm 1946. Tức là khoảng độ 100 năm sau khi mà cái hòn đảo này là cái thuộc địa của nước Pháp. Và kể từ ngày mà cái hòn đảo này họ là dạng định danh mới kể trên thì họ liên tiếp có những cái phong trào đại khái là muốn độc lập ra khỏi nước Pháp hoàn toàn điều này thì cũng rất dễ hiểu thôi nhìn chung là nước pháp thì sau cuộc chiến tranh thế giới thứ hai à, sau này thì họ thua khắp nơi và đất nước của họ thì cơ bản cũng gọi là vơ vét tài nguyên để mà trả nợ là chính cho nên là nó không có cái vẹo gì liên quan đến uy tín cả cho nên cái phong trào mà độc lập của nước pháp thì có thể nói là nó mạnh mẽ nhất trong các nước thực dân đến bây giờ ấy, ở Việt Nam hay nhiều nước trên thế giới người ta bảo là cứ ông uh, Pháp mà ông đi làm là xâm lược và thuộc địa nước nào y rằng nước đấy là nghèo đói đến tận thế kỷ 21. Tuy nhiên thì uh, thế giới hiện đại nó lại có một cái vấn đề nó cực kỳ quan trọng và rất may cho nước Pháp giống như là trước đây ở Niger thì ở Niger nó có cái mỏ uh, mỏ uranium đúng không ạ và đó là một trong những cái nguyên liệu có thể nói rằng là quý nhất hiếm nhất quan trọng nhất thời điểm hiện tại khi mà thế giới đang dần dần uh, cạn kiệt những cái nguồn năng lượng hóa thạch trong vòng vài chục năm tới và những nguồn năng lượng hạt nhân nó trở thành những nguồn năng lượng mà nó quan trọng hàng đầu. Cùng với cái việc như vậy thì chúng ta có thể thấy thế giới của chúng ta ấy, thì nó cũng dịch chuyển sang cái việc là xe điện nó phát triển trong thời gian gần đây, đúng không ạ? Và xe điện thì nó phụ thuộc vào hai cái nguồn uh, gọi là mình gọi là khoáng chất, đúng không ạ? Đó là À, khoáng sản nickel và lithium, lithium đúng không ạ, hai cái để làm pin cơ bản nó là như vậy. Và thật là tình cờ cái nước Caledonia này thì nó lại là một cái nước đứng thứ ba à, về gọi khai khoáng quặng nickel. Một cái hòn đảo thì bé tẹo, tẹo tẹo, nhưng mà lại là nước thứ ba và đấy là một cái loại khoáng sản nó cực kỳ quan trọng trong thời điểm hiện tại. À, tuy nhiên, người dân địa phương ở đây thì bây giờ thông tin nó rất nhiều, họ biết thừa một điều, họ không khác gì Niger. Bao nhiêu những cái nguồn lợi nhuận vân vân thì nó đều à, rời khỏi lãnh thổ của họ để quay trở lại với mẫu quốc. À, cho nên mặc dù nước này rất ít dân, dân số rất nhờ, diện tích rất nhỏ, có mọ quặng niken lớn thứ ba, nhưng mà cứ có 5 người thì có một cái người sống dưới mức nghèo khổ đại khái là nó rất giống với lại Châu Phi, có thể sang hơn một tí vì nó ở vùng Châu Á Thái Bình Dương. Cho nên là cái phong trào mà đòi độc lập, rồi đòi chia chác đòi đủ thứ thì nó đã diễn ra, có thể nói rằng trong suốt những năm vừa qua và chúng ta thấy điều đấy với nước Pháp nó cũng không có gì lạ. Thì cách đây à, mấy ngày. Thực ra thì nó đã âm ỉ từ xưa, nhưng mà cách đây mấy ngày thì nó xuất phát một cái nó bốc, nó, nó nó xuất hiện một cái gọi là một cái cuộc bạo loạn và sau đó nó lan rộng, nó ảnh hưởng rất nhiều. Ờ, nhìn chung là cái hòn đảo nó bị nhấn chìm trong cái sự bạo loạn theo đúng cái lời của người dân địa phương và người ta tìm thấy là Azerbaijan và nước Nga đứng đằng sau cái sự bạo loạn đó và tôi nghĩ rằng là cũng rất có thể đúng không ạ cũng không loại trừ nếu mà nước nga thì không có lý do gì họ không làm là không làm điều đó rồi đúng không quý vị nước nga thì chắc chắn là thèm Kalidonia là chắc rồi nhưng mà họ lại còn có cái mối thâm thù với người pháp ở các cái vấn đề địa chính trị nữa cho nên nước nga đương nhiên thế còn Azerbaijan thì cũng có một mối thù với lại người pháp nếu quý vị nào không để ý tới vấn đề địa lý thì tôi quay lại để chúng ta cùng ôn một tí đó là cách đây một thời gian thì chính nước pháp đã viện trợ vũ khí này nọ cho armenia cũng như có những hoạt động của giúp armenia để mà chống azerbaijan cho nên là azerbaijan cũng được quy vợ, kết vào cái dạng là tình nghi cùng với nga để mà tiến hành cái cuộc gọi là là là, là bạo loạn đó để chống nước pháp Tại thời điểm hiện tại thì đang có một cái tình trạng khẩn cấp của diễn ra trên toàn bán đảo sau cái vụ đó và nhà cầm quyền Pháp thì đã gửi quân đội tới các cơ quan hành pháp tới để dẹp loạn. À, bây giờ tình trạng khẩn cấp thì vẫn còn đang được ban hành câu chuyện thì nó cũng không phải tự nhiên người ta đi xuống đường người ta biểu tình mà nó liên quan tới một vài những cái đạo luật liên quan tới việc là uh, đại khái là ban cho người pháp đến định cư ở đây những cái quyền mà nó lớn hơn những người dân bản địa tức là nó ưu đãi hơn đại loại nó như vậy cũng như những vấn đề ăn chia uh, liên quan đến việc sản xuất uh, uh, liên quan đến cái việc mà khai khoáng cái mỏ niket Người dân địa phương thì bây giờ người ta sợ rằng là chính phủ Pháp sẽ cuỗm hết tất cả những nguồn tài nguyên thiên nhiên quan trọng của hòn đảo. Cho nên là cái mặt trận giải phóng mà theo cái tư tưởng gọi là xã hội chủ nghĩa của quốc gia này đã xuống đường biểu tình đòi độc lập khỏi nước Pháp rồi bắt đầu đốt phá các cái đồn cảnh sát các tòa nhà quản lý. Và rồi nước Pháp thì cũng nói rằng là họ buộc tội Azerbaijan với cái việc tiến hành một cái chính sách chống thuộc địa để trả đũa cho việc Pháp giúp Armenia. Còn nước Nga thì cũng bị Pháp buộc tội đứng đằng sau cái vụ bạo loạn trên. Cũng như là nước Nga thì đã là chúa chùm trong cái việc là tạo ra một cái làn sóng gây bất ổn ở các nước thuộc địa của Pháp. Và đấy là cái câu chuyện như thế. Tuy nhiên, đấy là những cái tình huống mà nó mang tính chất là nó nó nó, nó âm ỉ từ xưa đến cái tình trạng hiện tại diễn biến. Nhưng mà nhìn vào các cái vấn đề cuộc thế trận ấy, thì đấy mới là cái điều đang nói chúng ta thấy rằng là uh, cái hồi mà những năm 50 60 thì phong trào mà đòi độc lập của pháp nó diễn ra theo phong trào đúng không ạ và bây giờ ấy, thì nó cũng có một cái phong trào như vậy cơ bản là bởi vì là những cái thuộc địa của người pháp người ta chán nước pháp rồi người ta chán với cái cảnh là họ đã vơ vét tài nguyên một cách quá đáng đúng không ạ ví dụ đơn giản như là bây giờ một cái 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 cân uranium làm nghèo ở uranium ông ấy bán ra thị trường là đến 220 đô la Thế mà ông ấy thế nào ông ấy chỉ trả cho cái dân sở tại người ta có 5 đô thôi. Thế thì bảo là bố người ta cũng không chịu nổi, đúng không quý vị. Chứ còn đổ lỗi làm sao được cho Nga? Cho khi đó khi Nga mà mà khai thác mới lại Niger thì chắc chắn họ sẽ phải ăn chia cho Niger một cái khoản ăn ngập răng. Thế mà đằng này ông ấy chỉ cho người ta có được đâu 5 đô, 5 đô mà trên 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 220 nó là bao nhiêu ạ quý vị? Nó là chỉ có 2% hơn tí. Còn gì có chuyện gì ăn chia mà đến mức độ như vậy? Thế thì ý tôi muốn nói rằng là cái cuộc biểu tình bạo loạn trên quy mô lớn ở đảo Caledonia nó không phải là một cái sự tình cờ mang tính chất tình huống mà cơ bản mình hiểu nó ở một cái ngữ cảnh toàn cầu nó lớn hơn. Có nghĩa rằng là cơ bản đây nó lại là một cái tín hiệu nữa của thế giới đa cực, sự trỗi dậy của thế giới đa cực và là một cái sự kết thúc của những cái kiểu thực dân đời mới trong đó mà đã bắt nguồn ở ba nước châu Phi, Niger, Burkina Faso Uh, Lima, à, cái gì, uh, Mali và bây giờ một loạt các nước khác, mà trong đó thì người Pháp chính là cái nạn nhân. Có nghĩa rằng chủ nghĩa thực dân đời mới hay đời cũ nó không còn cái chỗ đứng ở thế giới hiện đại văn minh của chúng ta nữa. Tất cả những cái uh, nước chư hầu, những cái nước thuộc địa, những cái nước thực dân của Pháp, họ đều muốn thoát khỏi cái sự thống trị của người Pháp. Quý vị tưởng tượng là cái việc Niger như vậy, nó còn có nhiều cái vấn đề mà nó ngẹo hoái om hơn ví dụ như là uh, các nước cộng đồng kinh tế tây phi uh, trung phi thì làm được bao nhiêu tiền thì lại phải lôi vàng mới lại tiền gửi vào ngân hàng của pháp rồi sau đó muốn vay tiền của tiền của mình ra thì phải đến pháp gọi là quỵ lụy xong đó lại phải trả cái lãi suất uh, cho cái đồng tiền của chính mình gửi nước pháp để mà vay tiền tất nhiên là sự việc thì có thể nó khác như thế nào đó nhưng mà chúng ta thấy nó có một cái nghịch lý đúng không ạ Tiền của mình làm ra thì vốn tiền đấy đã bị bóc lột rồi sẽ phải đi gửi ở cái mẫu quốc thế xong rồi đến khi vay thì lại phải trả uh, cái cái lãi suất để mà vay của tiền của chính mình thế thì làm sao người ta có thể chấp nhận nổi cho nên người pháp thì có thể đặt ra những cái đủ kiểu lý do lý chấu là Azerbaijan, nga uh, mỹ hất cảng nhưng mà cơ bản ấy thì không ai người ta còn có thể chấp nhận được cái tình trạng thực dân như thế ở cái thế giới ngày nay nữa và đen trong ông Emmanuel Macron, đúng không ạ, là ông lại trở thành tổng thống vào đúng cái thời điểm này. Tại cái thời điểm mà cuộc chiến Ukraine bùng nổ thì nó mới kích hoạt cái 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 quá trình này. Thực ra thì nó đã có thể nói rằng nó đã chín mùi rồi, nhưng mà nó chờ cái biến động chính trị và cái thế giới đa cực sau cuộc chiến đấy nó trỗi dậy và nó đã thúc đẩy quá trình đó mà thôi. Như vậy nếu cứ dòng đời nó cứ trôi đẩy thế này thì chả mấy chốc các nước ở châu Phi, ở các cộng đồng EcoWatt rồi EcoWit vân vân nó sẽ nổi dậy nó đòi độc lập hết khỏi người Pháp. Và lúc bấy giờ thì vâng, không biết là cái tháp Eiffel có khi là anh em làm mà buôn đồng nát thì cũng đến đấy mua với giá ưu đãi là vừa. Vâng, như vậy là có một cái thông tin để chúng ta chờ đợi xem là có bàn tay của người Nga ở đây hay không và nước Pháp làm thế nào để có thể bình ổn được tình huống khi mà bây giờ Emmanuel Macron nói rằng là quân đội Pháp dã man lắm. Nếu mà NATO mà không vào Ukraine thì một mình nước Pháp cũng có thể cân được Nga. Đấy. Thì không biết là có đủ quân để mà đưa tới tận cái khu vực này hay không. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến vài cái thông tin liên quan tới những cái... và ban đầu tiên là cái thông điệp rất ngắn của ông Putin ở Hắc Long Giang. Sau khi ông ra một loạt các cái tuyên bố sốc về chiến dịch khắc cốp. Hôm nay ông nói... Ông chỉ lặp lại thôi ông putin nói rằng là châu âu bây giờ ấy, các nước của họ nó đích xác là những cái nước chư hầu của người mỹ bằng chứng là thực tế thì nước mỹ họ đã cấm vận cái đối tác châu âu của họ à, thực ra thì họ cấm vận người nga thế nhưng mà cuối cùng người nga chúng tôi thì cực trả bị sao mà cuối cùng thì các nước châu âu bị vạ lây cho nên có thể nói rằng là người mỹ đã chơi à, những người bạn của mình ở châu âu thế nhưng mà các nước châu âu thì vẫn phải ngậm bò hòn làm ngọt và điều đấy nó xác định một cái vị thế của họ không còn có gì có thể chối cãi được. Đó là họ mong muốn à, và vẫn mong muốn là các nước chứa hầu của người Mỹ. Bài phát biểu của Putin rất là, là một con người rất là kín tiếng đúng không ạ? kiệm lời và ăn nói rào trước đón sau nhưng mà lần này ông cũng nói tuyệt vào mặt các nước châu Âu rồi Bây giờ thì chúng ta đến với một cái một cái hiện tượng mới, một cái vàng đại khái là một cái diễn biến mới ở nước Nga. Như quý vị biết là trước đây ấy thì Nga họ khá là kín tiếng trong cái việc mà họ làm ăn với Afghanistan. Thậm chí là cái tổ chức chính phủ Afghanistan là Taliban ấy thì nước Nga cũng chưa chính thức đưa ra khỏi danh sách của các cái tổ chức bị cấm. Đấy. Cho nên họ không có duy trì cái việc là làm ăn với cái quốc gia này. Thế nhưng mà gần đây thì nước Nga đã có những cái động thái thay đổi mặc dù chưa có tuyên bố chính thức về việc dỡ việc này việc kia. Nhưng mà cùng với lại cái quan hệ thương mại với Ấn Độ đang tăng một cách gọi là chóng mặt trong thời gian vừa qua. À, cũng như là tuyến đường vành đai con đường à không, hành lang Nam Bắc của Nga Iran chuẩn bị kết nối với Ấn Độ và hoàn thành thì nước nga đã có những cái động thái là cởi mở trong cái việc làm ăn hợp tác với lại afghanistan một trong những cái quốc gia có vị trí địa chính trị cực kỳ quan trọng mà khiến người mỹ cũng ném tới hàng nhiều nghìn tỷ và rất nhiều người thiệt mạng uh, trong cuộc chiến cũng như là đến tận bây giờ cũng vẫn còn tiếp tục để mong kiểm soát được cái quốc gia vùng trung á này trong tuyên bố mới nhất của nhà lãnh đạo của nước afghanistan thì uh, ông ấy nói rằng là Afghanistan đã bắt đầu những cái phiên gọi là uh, thỏa thuận với người Nga về việc thiết lập một trung tâm hậu cần ở tỉnh Afghans mà trung tâm này sẽ giúp cho người Nga tăng tốc cái sự xuất khẩu dầu của mình về các nước ở khu vực Nam Á. Đây là phát ngôn của người đứng đầu Bộ uh, Công nghiệp và Thương mại Afghanistan, ông Haji Nurindi Aji và chúng tôi sẽ bắt đầu đàm phán về vấn đề này để một phần của những cái nguồn xuất khẩu dầu của nga sẽ đi qua lãnh thổ của afghanistan trong một tuyến lộ trình ngắn nhất nhắm tới những quốc gia ở phía nam á và nếu nhìn vào cái bản đồ thì chúng ta cũng có thể thấy đây là một cái lựa chọn có thể nói rằng nó rất là tất yếu đúng không ạ Uh, hành lang Nam Bắc của nga thì đi qua cái khu vực biển Caspia để đến cái uh, khu vực Iran, rồi từ Iran chạy dọc theo cái khu vực này gần biên giới Afghanistan để mà tới qua Pakistan, đúng không ạ? Ấn Độ ở trên biển như vậy rõ ràng là đâu đó Afghanistan nằm ở trong cái lân cận vì chúng ta không biết tọa độ nhưng mà chúng ta biết là nó lân cận ở cái đường đó. Còn cũng rất có khả năng thì đường ống của Nga họ sẽ đi qua các cái nước Uzbekistan, uh, Turkmenistan rồi thẳng tới Afghanistan, một cái đường ống trực tiếp chứ không kèm theo cái đường uh, tuyến đường gọi là hành lang Nam Bắc nữa. Và khả năng thì nó dẫn tới Pakistan và Ấn Độ theo một đường thẳng tắp, và như vậy nó phải đi qua Afghanistan là chuyện đương nhiên. Người Nga họ cũng biết một điều rằng Pakistan, Ấn Độ và các nước như là Bangladesh sẽ trở thành một trong những trung tâm tiêu thụ năng lượng lớn hàng đầu, có lẽ là cũng không kém cạnh so với Trung Quốc uh, trong thời gian tới, cho nên là phía Nga họ hối thúc những cái điều này là một cái uh, chiến lược có thể nói là rất có tầm nhìn. Cứ cái gì mà liên quan tới năng lượng thì chúng ta thấy là người Nga dường như họ đã bỏ xa thế giới một cái gọi là cái cái tầm nhìn đúng không ạ? Đặc biệt là những cái tuyến đường, tuyến đường ống còn uh, theo như uh, người đứng đầu của trung tâm uh, kinh doanh uh, nước Nga tại Afghanistan, ông Rustan Kabibulin, ông nói rằng là uh, các khoản đầu tư của người Nga đã bắt đầu chảy vào đất nước này. Trong khi đó thì quyền lực của đất nước này vẫn thuộc về cái tổ chức phong trào được coi là khủng bố uh, Taliban ở nước Nga. Và theo ông thì bây giờ đã có những nhà máy, xí nghiệp, vân vân. Ở Afghanistan giống như nhiều nơi khác à, ở trong khu vực cũng như ở các nước mà Nga đã đầu tư. Vâng, trông nó đã hoạt động rồi, có vẻ sắp hoạt động rồi, đúng không Vâng, có ống khói rồi, hoạt động rồi. Như vậy thì à, mặc dù là nước Nga chưa qua cái bộ luật để liên quan tới việc là chính thức công nhận Afghanistan, tổ chức Taliban. À, không còn là tổ chức khủng bố nữa, nhưng mà có vẻ quan hệ kinh tế nó đã đi trước cái nỗ lực ngoại giao. Và với cái động thái như này thì chả mấy chốc đúng không ạ? Bây giờ Trung Quốc thì họ cũng đầu tư vào Afghanistan tương đối và họ đã, cũng đã có những con đường này nọ. Ở Ấn Độ thì cũng muốn kết nối với Afghanistan, Iran thì cũng là một trong những cái khá đồng minh của Afghanistan. Như vậy thì không có lý do gì mà Nga không trở thành một cái uh, gọi ít nhất là một đối tác đúng không ạ? Có lẽ là bây giờ thì họ đang chuẩn bị những vấn đề liên quan tới pháp lý để mà lên một giải quyết các vấn đề ngoại giao. Như vậy thì một cái vùng đất ở Trung Á, Nam Á, vốn nó là một cái vùng đất nó rất là hẻo đúng không quý vị. Nó chỉ nhìn thấy nó là sa mạc rồi cằn cỗi chết chóc khủng bố vân vân, nhưng mà bây giờ ấy thì kể từ khi thế giới đa cực trong cuộc chiến của Ukraine nó trỗi dậy thì các cái nước mà năm nước tam tiếc này ấy, nó đều ăn lên làm ra đấy và bây giờ đến lượt afghanistan và khu vực này trở thành một trong những khu vực trung tâm ảnh hưởng địa chính trị cũng như là các tuyến đường này nọ à, tuyến đường của trung quốc là tuyến đường vành đai con đường tơ lụa đi qua này đúng không ạ rồi hành lang nam bắc của nga iran cũng đi à, gọi là sắt suýt tới nơi rồi nếu mà Ấn Độ và Mỹ xây được cái đường gọi là Vành đai gia vị tưởng tượng thì nó cũng sát với lại cái khu vực đó và nó đem cái vùng này đúng trở lại nghìn, 2 500 năm trước đúng không ạ? Nó chính là cái vùng đất mà có con đường tơ lụa từ Trung Quốc đi qua Tây Tạng ở à, đi qua các cái vùng Trung Á để sang Châu Âu. Tuy nhiên tất cả có thể nhìn thấy một cái sự sôi động ở khu vực nó đều xung quanh chính sách của nước Nga dịch chuyển quay lưng lại với châu Âu để hướng sang đông cũng như hướng xuống phía nam. Vậy là không khéo thì những cái đợt cấm vận và tấn công kinh tế của phương Tây nhắm vào nước Nga thì không chỉ giúp cho nước Nga mạnh lên mà họ còn vực dậy sinh khí cho cả một cái vùng gọi là Đông đảo vốn là một cái vùng nó rất là cằn khô. Và bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại để chốt một lần cho nó xong chuyến đi thăm Trung Quốc của ông Putin, tổng thống Nga sau khi ông tái đặc nhiệm nhiệm kỳ thứ 5 tổng thống Nga. Có thể nói là gì? Có thể nói rằng là nhìn những cái bắt tay, những cái đưa mắt rồi những cái ôm ấp gọi là bắt tay bắt chân của hai nhà lãnh đạo thì khẳng định một cái điều là chuyến đi thăm Putin uh, của Putin tới Trung Quốc và những động thái của nước Nga, đặc biệt là của Trung Quốc gần đây với Mỹ cho thấy đây chính là cái chuyến đi thăm mà nó gần như nó đóng vào cái nắp quan tài đúng không ạ? Nó là đóng vào cái búa đóng vào cái đinh cuối cùng trên cái nắp quan tài đóng lại những cái gọi là chôn vùi những cái uh, cuộc chiến tranh cấm vận nhắm vào nước nga và đồng thời nó cũng là mở ra một cái chương mà cuộc chiến tranh thương mại của Trung Quốc với Mỹ bắt đầu bùng nổ. À, đi vào chi tiết thì nó rất dài dòng bởi vì hai nước này họ ngồi kín bàn và họ ký mỏi tay thì cho thấy rằng là à, họ đã à, có thể nói dành cho nhau rất nhiều những cái ưu đãi trong cái chuyến đi của ông Putin à, và hai bên đã trao cho nhau những cái mà nó đại khái là những cái hai cái cường quốc ấy, thì hiếm khi nào mà họ có thể trao cho nhau nhiều thứ nó sâu sắc như vậy trong đó thì có những cái vấn đề liên quan tới chúng ta có thể tham khảo sau như thế này là thứ nhất thì nga chia sẻ với trung quốc về việc thành lập ra một ủy ban chung để phát triển tuyến vành đai phương bắc của nước nga đây là một cái vành đai phương bắc mà chúng ta nhớ chúng ta nói gần đây đúng không ạ lúc bấy giờ thì chỉ có nước nga độc quyền nó thôi và chủ yếu nó liên quan đến nước nga chứ nó cũng không kia liên quan gì đến trung quốc Thế nhưng mà bây giờ thì Nga đã chia sẻ cái quyền nào đó, cụ thể thì chúng ta không biết nhưng rõ ràng về cái vấn đề ý chí chính trị thì họ đã chia sẻ cho Canada một trong những cái điều rất là quý đối với họ, đúng không ạ? Bởi vì nó hầu hết nó nằm ở trên lãnh thổ họ chứ có nằm ở trên cái lãnh thổ Trung Quốc đâu. Và điều này cho thấy rằng là nước Nga sẽ sử dụng cái tuyến đường này để mà, mà chuyển hàng tới Trung Quốc là cái chắc chắn. Điều đấy cho thấy rằng là hai nước sẽ tiếp tục mà xúc tiến thêm những cái loại mua bán trên quy mô lớn hơn. Người đứng đầu của cái um, chương trình này thì ông ấy nói rằng đây là một cái chương trình chung để mở rộng cái khả năng vận chuyển của Trung Quốc và thúc đẩy cái tiềm năng phát triển kinh tế to vực uh, to lớn trong khu vực. Ngoài ra thì Nga với lại Trung Quốc sẽ thúc đẩy hơn nữa cái mức hợp tác khai thác các cái khu vực ở vùng bắc cực. Mà gần đây thì uh, uh, các cơ quan năng lượng của nước Nga đã tung ra một thông tin mà phương Tây tái xám mặt mày. Đấy là họ đã tìm ra những cái mỏ năng lượng mới, mỏ dầu mới mà có trữ lượng ngang với lại cái sức sản lượng khai thác của người Nga trong suốt 50 năm vừa qua. Hay nói đúng hơn là họ kéo dài cái sự tồn tại dự trữ của năng lượng của nước Nga thêm 50 năm nữa. Đó là một con số quá khổng lồ. Và không biết là Nga có chém gió hay không, nhưng rõ ràng là các nước phương Tây đứng ngồi không yên. Bây giờ thì Nga lại còn chia sẻ những cái mà chúng ta không biết là đến mức độ nào đối với lại Trung Quốc liên quan tới con đường phương Bắc và các cái dự án ở khu vực Bắc Cực sau khi mà nước Nga tuyên bố là họ sẽ hối thúc cái việc hợp tác với lại Trung Quốc ở Bắc Cực ấy thì ngay lập tức là nước Mỹ đã ra một loạt các cái báo cáo về an ninh quốc gia <laughs> liên quan tới các cái khu vực Bắc Cực. Như vậy là ngày xưa ấy thì Nga là một mình phương Tây ít khi động tâm. Nhưng mà bây giờ Nga làm với Trung Quốc thì người ta biết một điều rằng Nga là một cái nước mà kiểm soát rất nhiều đất đai lãnh thổ có khả năng đánh hơi năng lượng các thứ cực tốt đúng không ạ thế nhưng mà không có đủ nguồn lực kinh tế để khai thác bảo vệ nhưng mà bây giờ thì trung quốc thì cũng lại là một cái con bệnh liên quan tới các vấn đề công nghiệp rồi năng lượng này nọ nữa cho nên là phương tây uh, trong tất cả những vấn đề nga làm một mình tất cả mọi thứ phương tây đều không ngại ví dụ như cuộc chiến ukraine ấy, thì chúng ta thấy rằng gần đây là nước mỹ phát hiện tá hỏa ra biết là trung quốc đứng đằng sau nga sau đó thì họ đã phải gọi là mặt dày đến để dọa Trung Quốc. Đúng không ạ? Và cuối cùng ăn trái đắng. Thì điều đấy cho nghĩa cho thấy một vấn đề rằng là phương Tây cực kỳ sợ Trung Quốc đứng đằng sau Nga. Còn ở về sự tương tác của Nga Trung thì thời gian gần đây chúng ta thấy rằng là ở khu vực Bắc Cực họ đã tiến những cái bước rất dài. Đối với Trung Quốc ấy, thì họ nói thẳng ra các cái loại hợp tác ở vùng Bắc Cực nó chính là cái sự kéo dài của cái sáng kiến vành đai con đường của họ lên khu vực phía Bắc. Sau khi Nga thông báo về những vấn đề trữ lượng mới được tìm thì người ta đã đưa đến một cái sự uh, gọi là ước lượng 80% dự trữ ga và rất nhiều phần trăm dự trữ dầu của họ nằm ở vùng Bắc Cực. Các cái vùng lãnh thổ thêm lục địa của nước Nga có trữ lượng tới 17 tỷ tấn dầu và 85.000 tỷ mét khối ga dự trữ. À, tóm lại là dầu to rồi đúng không ạ đối với nước Nga rồi. OK, như vậy chúng ta sẽ đến với lại một cái bài phát biểu của ông Putin à, kết thúc cái chuyến đi ở Hắc Long Giang. À, thông tin là nó nhiều nhưng mà chúng ta à, hãy kết thúc bằng một cái thông điệp liên quan tới thế giới đa cực mà chúng ta vừa mới nói sau cũng liên quan tới chuyến đi của ông ấy, và những cái việc mà hai nước làm rồi dẫn tới các nước phương tây phản ứng dữ dội. Trong thông điệp của ông Putin lần này thì tôi cảm giác rằng là ông ấy đang à, chia tay ra cho thế giới phương tây đúng không ạ một cái um, đại khái là một cái um, và một cái đề xuất rằng là chúng ta hãy sống chung sống hòa bình chia sẻ quyền lực ở một cái thế giới đa cực mà không cần phải oanh nhau oanh nhức sứt đầu mẹ chán thế giới rất rộng để cho ba chúng ta đúng không ạ và nhiều nước khác có thể chung sống làm ăn phát triển thịnh vượng bài phát biểu của ông thì nó như thế này là chúng ta cần phải củng cố thế giới đa cực đang trỗi dậy không còn nghi ngờ gì nữa thế giới này đang hình thành trước mắt của chúng ta và đang trở thành một cái thế giới đa cực hơn tôi nghĩ rằng tất cả mọi người đây hiểu một cách hoàn hảo rằng thế giới phương tây đang ý thức được rất rõ điều này điều này rất quan trọng vì thế mà những ai đang cố gắng duy trì cái sự độc tài của mình trong vấn đề ra quyết định đối với lại các vấn đề của thế giới cần phải hiểu điều này và tôi nghĩ rằng họ đang hiểu điều này một cách chính xác và họ cũng đang làm tất cả mọi thứ để mà ngăn cản điều này xảy ra bởi vì họ đang hiểu điều này một cách cực kỳ chính xác như vậy thì từ nay điều đó phụ thuộc vào bọn họ trong cái quá trình này sẽ được xảy ra một cách tự nhiên tôi nhắc lại rằng những sự lựa chọn một cách hòa bình không cần phải đến xung đột và tất cả các nước trên thế giới được phép tham gia vào quá trình ra quyết định của những uh, sự kiện trong nước và sự kiện quốc tế là một quá trình cực kỳ quan trọng. Và chúng tôi kêu gọi tất cả sự uh, thỏa hiệp của tất cả các bên trong những cái quyết định quan trọng mà chúng ta sẽ phải đối mặt trong tương lai. Vâng, tôi đọc thì tôi cảm giác rằng là Putin và thế giới đa cực đã gọi là tràn sang sân của thế giới phương Tây và dẫn bàn với tỷ số 3-1. Và bây giờ thì họ đang gọi là chia cành ô liu đúng không ạ? Những tín hiệu cuối cùng trước khi mà họ dẫn lên 4-1, 5-1 và kết thúc trận đấu. Và kết thúc như thế thì chắc chắn là sẽ có ẩu đả trên sân. Bởi vì là nhà cựu vô địch không đời nào có thể gọi là chấp nhận sự thật như vậy. Tại sao? Chúng ta hãy thử tìm hiểu là những phản ứng của các chính sách nước Mỹ, trong đó có cả Donald Trump. Xung quanh những sự kiện mà Nga Trung gặp nhau gọi là chén tạc chiến thù gần đây. Người phát ngôn của Nhà Trắng, ông John Kirby, ông ấy nói rằng là nước Nga và Trung Quốc đang muốn làm sói mòn trật tự thế giới. Chúng ta biết rằng hôm trước thì cũng chính quan chức của nước Anh, trong đó có Thủ tướng Sunak, nói rằng là À, Trung Quốc và nga đang tìm cách xói mòn trật tự thế giới, đúng không ạ? Và gây phương hại cho phương Tây. Bây giờ lại đến nước Mỹ, vâng, nó lại quay rồi. À, ông nói rằng là không hề ngạc nhiên tí nào khi mà hai cái nhà lãnh đạo này tiếp tục củng cố cái mối quan hệ mà càng ngày càng bền chặt của họ, nhưng mà họ cũng không hề có một cái lịch sử tương tác với nhau quá lâu. Và nói thật ra là các quan chức ở quốc gia, hai quốc gia này họ thực sự là không tin cậy nhau mấy. Tuy nhiên, bằng lại tuy nhiên, họ có một cái khao khát chung. Đó là cái khao khát sói mòn trật tự thế giới. <laughs> Và làm phức tạp thêm các công việc, công tác của liên minh quốc tế mà liên minh đó thì đang có lợi cho nước Mỹ và cuối cùng thì ông cũng nói rằng cái trật tự uh, quốc tế đó nó chính là cái lợi ích của nước mỹ nói tóm lại nó là luật rừng nhưng mà tôi sẽ không nói rằng là chúng ta không có quan ngại về cái mối quan hệ này và đặc biệt là cái phương hướng phát triển của nó tất nhiên là chúng tôi sẽ theo dõi tình hình một cách chặt chẽ và đó là lời phát biểu đại diện cho nhà trắng còn hôm nay thì donald trump cũng đứng ngồi không yên khi thấy nga trung hí hưởng bắt tay ra về với những cái tập ca táp gọi là hồ sơ hợp đồng ký kết ông nói thế này ngày hôm nay thì tôi đã nhìn thấy một thứ một thứ mà nó tồi tệ hơn tất cả mọi thứ khác đó là hình ảnh tập cận bình tôi biết ông ấy rất rõ và hình ảnh tổng thống putin tôi cũng biết ông ấy rất rõ bọn họ đang đưa ra những kế hoạch cùng với nhau ngay tại thời điểm tôi đang nói ở một cái nơi mà họ sẽ thống nhất sẽ đoàn kết ở một cái nơi mà họ sẽ tụ tập sức mạnh cùng nhau để gây lên những cái sự tổn thất. Bởi vì cuối cùng thì cái điều mà họ hướng tới đó chính là gây ra cái sự tổn thất cho nước Mỹ của chúng ta. Và như vậy thì nước Mỹ khi mà nga chia cảnh ô lưu ra hai năm trước đây bảo là thôi chúng ta đánh nhau để làm gì? Các ông hãy để cho Ukraine họ được trung lập, đúng không ạ? À, lúc bấy giờ thì nước Mỹ bảo rằng là nga chưa đủ tư cách để đưa ra yêu cầu và hãy vượt qua cuộc khảo nghiệm trên chiến trường Ukraine thì hãy đưa ra yêu cầu. À, sau đó thì quan chức của Mỹ nói rằng là chúng ta phải bằng mọi giá khiến cho nga ôm hận, khiến cho nga thất bại một cách chiến lược hoàn toàn. Thế vậy mà bây giờ thì à, tổng thống cựu tổng thống Mỹ nói rằng là nga mới chung là chỉ nghĩ đến cái việc là làm gọi là xâm hại nước Mỹ thôi. Thế còn cái việc nước Mỹ muốn nga thất bại chiến lược thì nó không phải là vấn đề xâm lược, à xâm hại. Và như vậy là chúng ta có toàn cảnh của các sự kiện đình đám liên quan tới uh, các hoạt động của Trung Quốc cách đây vài ngày ở Châu Âu, rồi bây giờ là kết thúc uh, tất cả chuyến đi đấy thì nó kết nối với cái việc là nó để chuẩn bị cho cái chuyến đi của ông Putin tới Trung Quốc và bây giờ thì ông ấy đến nơi và ông chưa ra về thì trung quốc mỹ đã tuyên chiến kinh, uh, chiến tranh thương mại kinh tế và như vậy là thế giới có vẻ như nó đang chuẩn bị bước sang một cái trang mới rồi đúng không ạ ngày hôm nay thì uh, để mà thêm mắm thêm muối vào uh, các cái vấn đề thế giới trong một ngày nó đã không quá bình yên thì uh, đáp lại những cái lời đe dọa của phương tây rằng là có lẽ châu Âu của chúng ta sẽ mất một thế hệ, ít nhất một thế hệ để mà không thể trở thành cái đối tác của người Nga được nữa. Thì ông phát biểu rằng là tốt nhất là các ngài hãy dành hai ba thế hệ chứ đừng một thế hệ. Và vui lòng đừng có gỡ bỏ cấm vận đối với nước Nga chúng tôi. Tất nhiên đoạn cuối thì tôi thêm thắt vào vâng đó là một lời tuyên chiến đúng không ạ một lời tuyên chiến của ngoại giao của bộ trưởng ngoại giao nga nhắm vào các nước phương tây cứ làm mình làm bậy à, suốt ngày cứ nói rằng là ui rồi à, chúng ta không thể làm bạn được nga nữa à, chúng ta sẽ mất nhiều chục năm à, để mà đại khái là hàn gắn cái mối quan hệ à, cho phép nước nga hàn gắn cái mối quan hệ với chúng ta có cái con à, có cái con mẹ đầu xóm tôi ấy, quý vị ạ, nó già rồi nó tầm nó khởi bốn mấy rồi thì uh, nó bảo là, là bây giờ đi đê, đi đêm về ấy, thì uh, toàn phải là chờ xe buýt đi muộn thôi thế mình mới bảo nó thì tại sao bà không quay giờ đi có xe xe ôm xe grab riết ấy thì không đi thế nó bảo là bây giờ đêm hôm này chả biết thế nào đêm nó tèn tén ten mình thì chết chẳng nhẽ mình nói rằng là bây giờ bà mà chúng nó tèn tén ten bà là may ấy bởi vì bây giờ bà đang ế sưng lên Vâng, chúng tôi sẽ gặp lại quý vị trong phần giao lưu câu hỏi địa chính trị ngày sau đây.